xác minh clip phát tán trên mạng về việc cảnh sát giao thông đạp dân. Ngày 1 tháng 5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video dài khoảng 3 phút 37 giây ghi lại cảnh tranh cãi cả giữa người đi đường và một cảnh sát giao thông xoay quanh chuyện cảnh sát giao thông an lạc đạp người dân. Đoạn video được tài khoản Facebook có tên NDGH đăng tải và nhận được hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Tài khoản này đăng tải video trên kèm nội dung đồng chí nqh cảnh sát giao thông an lạc đạp người dân gần chợ bờ ngựa tân kiên trong video thể hiện giọng một người đàn ông được cho là người quay video nói anh đạp người vậy đâu có được sai phạm anh thổi người ta vào chứ đạp vậy chết người dí đạp chết người sao anh làm vậy là không có đúng tôi chạy đằng sau anh tôi thấy hết rồi một số người dân đi đường cũng nói lớn theo làm vậy chết người sao anh xử lý nhẹ nhàng không có ép người ta chiến sĩ cảnh sát giao thông liền quay sang nói với một số người đi đường, gây rối ở đây phải không? Anh nói tôi đạp, anh lấy bằng chứng ra, anh không có anh đừng vu khống nha. Người dân đi đường đáp lại, không có gây rối, tôi thấy sao nói vậy thôi, lúc anh đạp tôi quay không có kịp, tất cả anh em đều thấy hết trơn. Video miêu tả, bên cạnh nhiều người dân đang nói chuyện với chiến sĩ cảnh sát giao thông là một nam thanh niên đang ngồi bệt dưới đất, nằm cạnh là chiếc xe máy ngã xuống đường, được cho là của thanh niên này. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đoạn quốc lộ 1, thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, hướng từ vòng xoay An Lạc đi cầu Bình Điền. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông An Lạc xác nhận chiến sĩ cảnh sát giao thông trong video đang lan truyền trên mạng xã hội thuộc quản lý của đội. Hiện tại, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông An Lạc đã yêu cầu cán bộ có mặt trong video làm báo cáo về vụ việc để có cơ sở báo cáo phòng PC08. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông An Lạc cho biết thêm, nguyên nhân tình huống vụ việc cụ thể như thế nào thì đội đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tiến hành làm rõ. Chiều ngày 1 tháng 5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được thông tin đoạn video cảnh sát giao thông an lạc đạp người dân đang lan truyền trên mạng xã hội. Hiện tại phòng PC08 đang kiểm tra, xác minh đoạn video đang lan truyền, đồng thời đã yêu cầu đội cảnh sát giao thông có liên quan báo cáo tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản Cảm ơn bạn đã lắng nghe